Ngày 22 tháng 10, họa sĩ Phạm Hồng Minh khai mạc triển lãm tranh cá nhân mang chủ đề sống tại Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Tại sự kiện triển lãm tranh sống lần này, Phạm Hồng Minh hứa hẹn mang đến những bức tranh nhiều ý nghĩa và giá trị nghệ thuật cùng những màn trình diễn sống động, giao lưu trực tiếp với khán giả tại sự kiện. Giới mộ điệu cùng những ai yêu mến Phạm Hồng Minh sẽ có cơ hội trải nghiệm tham gia, thưởng thức không gian sáng tạo của anh. Đặc biệt, nhiều nghệ sĩ, khách mời nổi tiếng cũng đến để tham dự triển lãm như nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc, nghệ sĩ ưu tú Cát Tường, MC Quốc Bình, Á Vương Hoàng Phi Kha, Á Hậu Lương Mỹ Kỳ, ca sĩ Nguyễn Đức, MC, diễn viên Trịnh Hà, diễn viên trẻ Dương Phúc, doanh nhân Pu Trương. Họa sĩ Phạm Hồng Minh từng giành nhiều thành tích Top 3 Việt Nam Escort Talent 2013, quán quân bảng Có Thực Tài 2015, xác lập kỷ lục người vẽ tranh trình diễn đầu tiên tại Việt Nam năm 2017. Họa sĩ Phạm Hồng Minh mong muốn qua triển lãm lần này sẽ cho khán giả thấy được sự sáng tạo của mình. Không chỉ là một nghệ sĩ trình diễn hội họa được khán giả yêu mến, anh còn có những sáng tác cá nhân ấn tượng và nhiều giá trị cảm xúc trong tranh. Những bức tranh như Tự Do, Kẻ Mộng Mơ, Hóa Kiếp đều thu hút khách thưởng lãm. Triển lãm trưng bày tranh với chủ đề sống diễn ra đến hết ngày 26 tháng 10 năm 2022 tại Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh số 97A, Phó Đức Chính, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, và cứ bây giờ thì chị nào xin phép được mời các anh chị cô chú chúng ta sẽ cùng nhau vẽ trên bức tranh của chương trình đã chuẩn bị ạ. Dạ, xin mời ạ.